chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày cuối tuần và mình sẽ đổi vị cho các bạn nhỏ nhà mình. Hôm nay mình sẽ làm món mì spaghetti xiên xúc xích. Bây chúng mình cùng vào bếp để làm nhé. Để làm món này thì nguyên liệu gồm có tỏi, xúc xích. Xúc xích này thì mình dùng 3 cái, nó lại hơi to các bạn nhé, để lát nữa xiên mì được dễ hơn. 30g sốt cà chua. Đây là cà chua tươi. Tớ làm 4 quả bình thường các bạn ạ. Và tớ đã bỏ hết hạt ra rồi. Đây là hành tây. Mình sẽ dùng một già nửa củ nhá, chứ không dùng hết. Và mì ý. Gói này mình sẽ không, chắc là không dùng hết được đâu các bạn ạ. Mình sẽ cắt xúc xích ra thành từng miếng. Các bạn đừng sắt nó mỏng quá nhá, sắt độ dày khoảng 1cm. Vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ dùng những cái từng ống mì này, mình sẽ xiên xúc xích nha các bạn nha. Các bạn xiên xúc xích cho để ở giữa. Mình sẽ xiên một cái xúc xích này xem được mấy cái sợi mì. Có thể được 5 cái các bạn ạ. Đây. Và các bạn cứ thế xiên hết nhá. Mình đã xong 3 cái xiên rồi, rất là nhanh và đơn giản. Như vậy là mình vừa mới xiên xong cả một đĩa xúc xích với cả mì ý rồi các bạn ạ. Bây chúng ta cùng đợi nước sôi và để luộc nhá. Tranh thủ đợi nước luộc mì sôi thì mình sẽ thái củ hành tây này ra cho các bạn nha. Chúng ta có thể lấy hết hoặc là lấy già nửa, nhưng mà mình sẽ lấy già nửa thôi. Các bạn ơi, nước của chúng ta đã được rồi, bây giờ mình sẽ thả mì vào nha. Các bạn ơi, chúng ta sẽ luộc mì khoảng từ 3 đến 5 phút nha các bạn ạ. Mì của chúng ta đã được rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và vớt ra rổ cho nó ráo nước nha. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt. Mình vừa bật bếp rồi, bây giờ mình sẽ đổ một chút dầu. Mình sẽ phi tỏi lên cho thơm. Thả hành tây với cả cà chua vào nhé các bạn ạ. Chúng ta cho nước sốt cà chua luôn vào. Mình sẽ cho một chút nước nữa vào các bạn ạ. Mình vừa cho nước vào cái bát sốt cà chua nên nó có màu như thế nhé các bạn nhé. Xào chín rồi và bây giờ mình sẽ tắt bếp. Cho vào máy xay sinh tố để xay cái nước sốt này nhé các bạn ạ. Đây. Bây giờ mình sẽ cho mì vào xào. Cho thêm gia vị bột chanh nha các bạn nha.
Giờ mình sẽ cho nước sốt vừa xay xong các bạn ạ. Mùi đã rất là thơm rồi. Chúng ta xào cho đến khi cạn nước sốt nhé các bạn nha. Nước sốt đã sột sệt rồi, bên mình sẽ cho ra đĩa. Các bạn ơi, như vậy là món mì Ý xiên xúc xích của chúng ta đã hoàn thành rồi. Trông rất là đẹp và bắt mắt các bạn ạ. Các bạn có thể trang trí vào đĩa của mình những cái loại rau nào mà các bạn thích nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nha. Xin mời các bạn đấy các bạn nha. Đây, mình sẽ ăn thử một miếng. Ở đấy được con ăn. Để bạn nói. Các bạn ơi, rất là ngon. Mùi của xúc xích với cả vị mềm của mì. Các bạn có thể thay đổi món theo các bạn nhà mình nhé. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Xin mời các bạn nha. Xin mời các bạn nha các bạn. Mình ăn rồi. Vâng, rất là ngon, mùi vị cũng rất rất, nhưng mà cái mì nó hơi nhạt tí, nhưng mà cũng ngon. Mẹ em mình tiếp theo nè. Mẹ mình làm giống hết người ta luôn. Thử ngon. Mẹ này hàng khá luôn các bạn. Wow, tuyệt vời. Wow, các bạn ơi. Mẹ mình làm không khác gì ngoài trường. Các bạn ơi, bảo mẹ ăn loa người nhà.